Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong suốt cái quá trình hành trình ở đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương trong thời gian vừa qua phải ra tìm kiếm được rất nhiều các chị các anh trai đã bỏ vợ bỏ chồng hoặc mất tích rất nhiều. Đặc biệt là các anh em này giúp phải ra rất nhiều các phi vụ và lừa đảo và cướp giật và có thể là trên app và cũng như là trên tất cả các chứng khoán lừa đảo, nói chung là rất nhiều các đủ các loại thể loại hiện nay thì cái gì cũng có thể có xảy ra. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin hai cha con ở một tỉnh rất xa thì hôm nay về đây báo thông tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ cũng như bé gái tìm mẹ. Dạ câu chuyện em kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Xin phép bà chào em trai nhé. Chào. Rồi em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em là Trần Tuấn Kiệt. Mình nguyên quán ở đâu em? Em quê quán ở ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ, huyện Nhân Mỹ, tỉnh Giang. Rồi, em năm nay nhiêu tuổi rồi? Em năm nay là 40 tuổi. 40 tuổi nha. Hôm nay em đi về đây cùng với con gái của mình. Con Phải gái không? của em. À, con gái em tên gì? Con gái thì Trần Thu Ngân. À, con em nhiêu tuổi rồi? Năm nay nó 10 tuổi. Rồi, hôm nay em cùng với con gái của em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương là tìm ai? Đây là nhờ anh hiệp sĩ Bình Dương, anh Nguyễn Hải tìm vợ em giùm em. Nguyên do thì em đi làm thì về thì anh không biết là nó dọn đồ đi em không hay, cũng nhờ anh đội anh hiệp sĩ của Nguyễn Hải kiếm giùm vợ em về. Không vậy nếu mà nó quyết định nó đi thì cứ về gặp vợ chồng với cái người kia là về luôn, nói chuyện thì nói chuyện lẽ phải đi rồi em cho hai người đó ở luôn chứ không không nói gì hết, không không muốn đập không gì hết, thì em nói chuyện đàng hoàng lịch sự. Mày thương vợ tao thì mày cứ lo, con tao tao nuôi, về cứ làm giấy tờ kết hợp ly dị, em ký đơn này hoài cho hai đứa sống nhà nhau đàng hoàng. Em cho anh hỏi này, vợ em họ tên đầy đủ là gì? Vợ thì Nguyễn Thị Thu Hồng, Vợ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? là 1995, là năm nay nó 30 30 1995 là 95 30 chưa được 30 tuổi. 1995. 95 năm chưa được 30 tuổi, đúng không? Phải không? Nó sinh 95 đúng 1995, không? ngày 1 tháng 1 1995. Rồi vợ em cái khuôn mặt cái hình này với bên ngoài có giống nhau không? Giống mặt, tại cái gương mặt nó chụp áp thôi, cái này nó rất là do nó hợp hợp mặt. Hình như răng là vợ em làm rồi đúng không? À, Làm răng rồi hả? Làm gân rồi. Răng thấy hàm răng có vẻ là nó con cây răng làm rồi đó. Thấy có vẻ nó khác người bình thường. Khác răng tự nhiên. Cho anh hỏi là cái công việc của em là công việc gì? Em làm tài xế. Còn vợ làm công việc gì? Vợ làm công ty. Hai vợ chồng thu nhập tốt không? Dạ thì vợ em thì nó thu nhập một tháng cũng được, nếu mà không tăng ca là lương cũng được 7 triệu. Còn em thì làm tài xế lương có tháng 8 triệu thôi, mà lại làm đêm. Vợ làm đêm, em làm đêm, em làm vợ, vợ làm giờ à, ngày. em làm đêm. Hai vợ chồng vậy để ít khi có thời gian gặp nhau đúng không? Dạ có gặp nhau là bữa thứ bảy thôi. Còn về thì vợ nó về 4:30 là em tới 12 giờ mới đi. Tới 12 giờ tối mới đi, có khi 11 giờ tối mới đi, đi tới 8 giờ sáng mới về. Có nghĩa rằng hai vợ chồng có gặp nhau cũng không nói chuyện được nhiều. Nó dạ ít, hai vợ chồng thì về thì vợ toàn là ôm máy điện thoại, nó ôm máy điện thoại nhắn tin với này nọ không à, chứ nó ít nói chuyện với mình lắm. Ôm nhắn tin điện thoại, nhắn tin cho ai? Ờ điện thoại nhắn tin cho ai thì em không biết, thật là nó nhắn tin hay là nó làm cái này cái kia hoài suốt vậy đó. Chứ là nó về đấy là điện thoại, còn ăn đồ uống đồ thì em về em làm hết rồi. Em đi lại làm tài xế trong về em lo hết cơm cháo rồi, đồ ăn đồ uống. Về cơ đêm á, giờ em lại làm đêm, sáng ngủ rồi tới trưa chiều thức chị á, là có khi là em đuối quá thì em ngủ luôn. Còn em sớm á thì em thức chị em làm cơm nước cho vợ con ăn. Còn vợ ở nhà, vợ đi có về sớm cũng không lâu. Vợ về sớm á thì nó về sớm á thì em ngủ quá thì nó dẫn nó nấu. Nhưng mà vợ thường xuyên dành cái thời gian cho điện thoại để nhắn tin cho nhiều người khác lắm. Nhiều. Suốt luôn. Là ban đêm á là nó nhắn tin cho tới 2-3 giờ sáng. Tới sáng luôn. Còn em nói là tới có khi là tới sáng luôn. Tới sáng luôn. Để ngủ tới sáng. Trời ơi. Là em đã thấy vợ em nhắn tin hoặc gọi điện như thế bao giờ chưa? Có chứ. Em chụp hình em còn trong cái tin nhắn trong điện thoại còn vẫn còn mà. Rồi. Vậy là theo như em là biết được thông tin hiện nay vợ đang nhắn tin đó hoặc gọi điện là cho ai? Dạ thì nó nhắn tin là vợ vợ chồng chồng với người kia luôn mà. Thằng kia là thằng nào em? Là cái thằng tên bạn gì? Bạn nó hay là nó thì chắc là nó nhắn tin người kia, kêu thằng kia là chồng luôn anh. Chồng chồng vợ vợ luôn. Vậy cái mối quan hệ này rất thân thiết rồi. Dạ. Nhắn bởi tin. Vì là em cũng mà mong anh đội hiệp sĩ thì Minh Hải kiếm giùm em về hai ba đứa nói chuyện đàng hoàng đi. Em không có nói chết nhất gì đâu. Về cứ nói chuyện bằng đàng hoàng với em là em vui rồi. Còn đến giờ phút này là em khẳng định là vợ nhắn tin cho một người khác, vợ vợ chồng chồng là bồ bịch đúng không? Đúng rồi. Là có. Có. Em đã bắt gặp chưa? Có gặp anh. Tin nhắn điện thoại em vẫn còn dính đây nè. Em còn lúc đây nè. Vẫn dính luôn. Dạ còn lúc đây. Em đã thấy hình ảnh nào mà hai người chụp chung chưa? Hình ảnh hai người chụp chung em có rồi, chụp chung mà chụp chung ăn ái là đã chụp rồi. Rồi em thấy rồi em chuyển qua bên điện thoại em, giờ lấy nó xóa rồi. Không cho em còn cái tin nhắn không có hình ảnh nữa.
vợ con là hai đứa chụp chung lúc ân hai ái đứa quan nằm ở hệ, trong một phòng là này ân ái quan hệ là đang chụp, đang ôm nhau, đang ôm nhau. nhưng mà về đó cái điện thoại là em lấy em lưu về chuyển sang máy của em. Em chuyển qua cho máy cho em mà đánh xóa luôn rồi, lấy máy em xóa rồi. Vợ xóa lúc nào em không biết. Nó xóa thì em không biết, tại vì em đi vô tắm hay là em làm gì đó nó vô nó xóa em không biết. Là hết, đây là hết bằng chứng rồi đúng không? Dạ, bây giờ cái máy em vẫn còn một cái bằng chứng là nó nhắn tin với thằng kia. Nhắn tin cụ thể em sao em? Nhắn tin cụ thể là thì thằng kia nó hỏi vợ làm gì chưa, chồng nhớ vợ lắm, nói, vợ em nói vợ em cũng không còn còn nhớ gì, gọi tin nhắn, tại vì tin nhắn nó vẫn. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên, đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân là điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Còn cho mình hỏi em lấy ra đọc thì đại loại là bây giờ đến giờ phút này là em biết chính xác là vợ đã ngoại tình. Dạ đã ngoại tình. Rồi. Vậy là hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm vợ để về nói chuyện ba mặt một lời đúng không? Ba mặt một lời, em không có làm khó khăn gì thằng kia đâu, thì cứ về nói thẳng với em. Chẳng thằng kia về nói chuyện với em ba mặt một lời, nói chuyện đàng hoàng. Con em kêu gia đình anh em nó, tại vì đây là anh em nó đây rất nhiều, em kêu lại hết gọi nói chuyện với thằng đó với em, nói chuyện đàng hoàng. Em không nói đập đâu, em nói là em nói thật không nói đập thằng kia, là tại vì nếu mà vợ mình đã ngoại tình rồi mình đem về nó cũng vậy thôi, mình phải nói chuyện với thằng kia cho đàng hoàng rồi đi, rồi mày nuôi vợ tao thì cứ nuôi đó. Em không có ép buộc khó khăn gì ai hết. Rồi. Thì cứ đem về cho em thì nên nói chuyện, rồi con em á thì em lo đó. Còn em cho anh hỏi này, kinh tế gia đình mình ấy, là ai người nắm giữ? kinh tế gia đình thì vợ em nắm giữ, em tại vì em làm về là có tiền như là đưa gì hết. Hiện nay vợ còn bao nhiêu, hết bao nhiêu em không biết? Dạ không biết. Có tiêu như là làm như là em không biết. Có là hiện nay vợ em xài những khoản tiền gì là hoàn toàn em em không không biết. biết. Có là em cứ đi làm về em đưa em tiền làm cho vợ. về thì em cứ đưa tiền cho vợ, em không biết cái tiêu xài nó là xài cái góc độ nào hay là làm sao nó giấu em thì em cũng không biết. Đây này cũng rất căng ha. Em biết được cái thông tin này lâu chưa? Dạ lâu anh, cái thông tin là tin nhắn này nọ đồ là em biết lâu lắm rồi, con em nó cho em hay. Mà em nói mẹ nó, tại vì em ý là vợ nó đăng mạng lên bán những cái là mỹ phẩm rồi đó, em tưởng đâu là nó đã làm gì, mà con em nói không phải, nó chơi, nó nhắn tin chồng chồng vợ cho tin nhắn không à. Vợ em nó, con em nó biết chữ nó đọc á, rồi nó cha nhắn tin chồng chồng vợ không à đó. Rồi đó từ từ em mới tầm theo cái điện thoại em theo dõi, em lên cái mạng trang mạng của YouTube á, là em coi những cái mà mình nhập nhập vô cái Zalo á, hai cái mà xài một chung cái Zalo anh. Nói em vô đó anh đăng nhà đăng nhập vô rồi em phải để ý, rồi em mới bắt gặp được, em chụp hình những cái tin nhắn lại. Hiện nay là có rồi, có rồi. Em gọi là mình kiểm soát à, dạ kiểm soát kiểm tin nhắn soát của trên Zalo, kiểm soát trên điện thoại của mình dạ là mình biết là vợ đang nhắn tin với người khác đúng rồi, gọi là mình theo dõi đúng theo không? Dõi theo dõi anh. Hiện nay này rõ ràng quả tang là vợ vợ chồng chồng là có thật. Dạ có thật. Em cập nhật trong đấy có chụp hình chung không, cập nhật cho có thấy không, có Chụp hình thường vợ em có thường xuyên vắng nhà không? dạ vắng nhà thì em không biết, có nói chung em không biết đúng tại vì em đi làm bằng đêm thì em không biết gì bóng nhà, tại về về tới là nó bốn cửa là nó về rồi, nó khi là nó đi thì em đi làm là đi đi đâu nó đi chút xíu là về. Có nghĩa là đến giờ phút này em mỗi người làm lệch ca nhau, Dạ vì vậy vợ em đi làm hay nghỉ em cũng hoàn toàn không biết được đúng không? dạ 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 đúng rồi, Đó. nó đi làm trong công ty mà nó nghỉ em không biết được. Làm sao biết được, Dạ một tuần lẽ ra ví dụ công ty nghỉ 4 buổi chủ nhật nhưng mà ví dụ nghỉ 8 buổi em cũng không biết được. dạ Chính vì lý do như vậy hai người làm lệch ca nhau, mà vợ đang gọi là đang có ý định dạ theo mấy người đàn ông khác, dạ thì thực sự là để mà tìm được dạ hoặc bắt gặp thì cũng rất khó, dạ bởi vì nếu bắt gặp em phải bỏ công bỏ việc dạ phải tìm có thể nhiều ngày. dạ Đến giờ phút này gia đình bên vợ em có biết câu chuyện này không? Biết anh, em cho anh biết hết trơn rồi. À, biết hết rồi. Giờ em đi rồi, giác bữa ngày 31 đó là giác 5 giờ sáng là thức, em về tới là em điện cho cha vợ nè, anh em vợ này nọ biết hết. Nó vợ vợ em nó ship đồ, nên trước tiên nó làm điện cho mấy anh trước. Nó vợ em nó ship đồ đi hết rồi đó nghe anh, đi thi đồ đi theo người ta rồi. Cái camera đó chích lại là lấy thấy rất là 4:20 là nó còn nó ngồi bẹp thằng thằng đó đứng nó đợi, 3 giờ mấy là nó xuống tới đó rồi. Nó đứng đó nó đợi đợi tới 4:20, 20 là vợ mới ra. Hai đứa nó ngồi trong chỗ cái thấy đó rồi, nó ngồi sau đó rồi nó rồi cái anh kia anh kêu em gửi, kêu anh gửi nick qua, nó không biết gửi, rồi cái anh tắt nghe làm thấy trong số xe là vâng, thấy rõ ràng trong số xe luôn là 61H7 0228 Xe màu gì chiếc xe quen pha rồi quay ở màu đỏ. Quay RS màu đỏ. Dạ màu rồi đỏ. vậy là cũng rất chi tiết ha. Dạ mà thấy em bung ra bự ra thì mới thấy được cái là quay cái xe đó, còn anh muốn mở luôn gọi là thanh niên đó gọi dạ là
đang chờ vợ em ở ngoài cổng là khoảng gần 1 tiếng. Gần 1 tiếng, nó đang đợi như đang gốc cây đó, chứ là đợi một chút này. Ừ. Gọi là gia đình em hiện nay, gia đình bên vợ biết được thông tin chính con gái em ruột của mình ngoại tình có sốc không? Em cũng không biết gia đình đó như thế nào, đi làm tối ngày chứ em không biết sao. Hiện nay thì em từ hôm đó em có gặp không? Gia đình từ hồi hôm đó giờ là thì như thì cũng mặn kéo em đó, thì em đã cho hay gì cũng không hay đó này đâu. Từ hôm vợ đi đến giờ phút là bao nhiêu ngày đấy em? Dạ mới đi hồi đêm ngày 30. Đêm 30. Năm mươi mươi lúc này là mới 2 đêm thôi, Là đêm ngày hôm qua. đêm hôm qua là dắt 4:20 sáng. Đi gần sáng à? Dạ đi gần sáng, Ồ, tại vì càng... em đi mặn á, là em đi mặn dắt 11, 12 giờ mới đi. À. Đi dắt càng sáng là tại vì nó con em dắt là con nó ưa chơi game là tới 10 giờ mới tới 12 giờ cái khi 1 giờ nó ngủ, À, phải canh con ngủ. canh con nó ngủ rồi mới đi, nó mới đi ra ngoài. Ồ, thực sự câu chuyện này nghe rất đáng lòng à. Rồi cái anh đó đằng trước cửa là anh nói là vợ em á, nó canh em đi làm á, là dắt 11, 12 giờ khuya là canh em đi làm, có khi là 2, 3 giờ sáng nó mở cửa ra nó đi bước càng trước á, bây giờ là nó dòm tới dòm lui, là chỗ đó là có như chỗ đó là mấy anh đó anh thấy là có người ở đằng trai đứng đó, đứng đó là thường thường. Cho anh hỏi này, em có thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn không? Không không, em tài xế không có nhậu, À, thế còn có khi là nó không nhậu là không đúng. Thứ bảy có khi mấy anh nó làm chỗ điện là uống có 1 lon 2 lon thì có rồi là xem. em có quấn đập vợ khi nào không em? Dạ em muốn đập vợ em thì lúc thấy là vợ ngoại tình, À, còn trước đây trước đây là không bao giờ muốn vợ em được. cưới vợ là bao nhiêu năm rồi? Dạ mười mấy năm rồi. Mười mấy năm em quấn vợ khi nào? Không Mà mới đây là mới xuất hiện đúng không? mới là xuất hiện là em thấy là cái ngoại tình là muốn thôi, À, là gọi là cái quả tang bằng chứng bằng là chứng có hình ảnh, có hình ảnh đàng hoàng có muốn tin thôi. nhắn vợ em muốn vợ khi vợ có chống cự hoặc vợ có Không, chia sẻ gì không? tại vì nó biết nó say nó quấy rồi nó không có chia sẻ nó không gì hết. Vợ có xin xỏ em không? Dắt mà em thấy ăn ái nhau thì nó có em quấn nó rồi em tức quá anh, chắc đó là trong đó em hơi cũng có hơi men rồi, em chở con em về là tới đó em tới cầu Phú Cường cái con em nói cha ơi, con buồn ngủ quá rồi. Em mới quay đầu lại thì nó đang nó lại là nhà của em nó ngủ, em nói không mày phải đi về nói chuyện với tao cho rõ ràng, trong khi đó em nóng như lúc rồi nó năn nỉ, nó nói em có lỡ làm 1 lần thôi đó, rồi em nhớ đó thì em cũng tha thứ cho 1 lần, lần sau này là còn em cũng cũng tưởng đâu là vợ mình nó đã sai lỗi lầm rồi, rồi em bỏ qua rồi em đi làm, con em nói cha ơi mẹ không bỏ đâu, mẹ nhắn tin cứ chồng chồng vô vợ suốt. Rất đắng. Rồi, em có điều nào em muốn chia sẻ trên video này, hy vọng vợ em xem được. Em cứ cứ mong cái chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Hải và cộng đồng mạng chia sẻ giùm cho em là con vợ em á, thì nó hai vợ chồng hồi ấy giờ nó thương hai chồng em thương thương nhau lắm, tại vì nó có một cái kẻ thứ ba nó sống như vậy, thì nếu mà em có thật lòng với thằng kia thì em cứ về nói chuyện với anh rõ ràng đi, rồi anh với con đi sắp xếp cho em về sống chung với thằng kia, anh nói là anh làm. Còn nếu bây giờ anh em hiệp sĩ mình Dung mà tìm được thì cũng chỉ tìm cách gọi là khuyên vợ em quay trở về để cùng trò chuyện nhau, có thể là lần cuối cùng đúng không em? Đúng anh, Chứ hoàn toàn là hiện nay em còn thương vợ không? còn anh Thương thì còn thương. Nhưng thương vợ mà lắm, thương vợ lắm, tại vì em nói chung là mình sống mười mấy 20 năm trời mà vợ hồi vợ con ăn ái với mình từ ấy giờ thương dữ lắm. mà đến giờ phút này thực sự là vợ đi theo người ta Đi thì về rất sốc ha. dạ. Em về em đi làm đêm với về hồi đêm hôm hôm qua làm đi sáng đêm, rồi hôm qua là em không ngủ luôn, tối ngày hôm qua em không ngủ, và bữa nay làm đi về rồi em mới đi ra anh Nguyễn Hải, nhờ anh Nguyễn Hải giùm em là em về em nói chung là nhắm mắt lại là cái lòng em á nó xôn xao nó sồn sào ngủ không được. Rất khó chịu. Dạ nó ngủ không được anh, là em phải lội đi tới luôn là vòng vòng ở trong phòng là nhắm mắt ngủ không được. Rồi, anh cảm ơn cái cuộc chia sẻ của em. Rồi, chú chào con nhé. Chào con gái. Chị Con chào chú, hỏi là con họ tên là gì? Dạ con tên Trần Thị Trung Ngân. Nhờ, con năm nay mấy tuổi đây con? Dạ con 10 tuổi. Con đi học không? Dạ không. Sao không đi học? Con đang học ở dưới quê, cha con cướp con lên đây con ở trên đây luôn. Con đi học, rước vào đây xong đi học lại. Có tính đi học lại không con? Rồi, con cho chú hỏi này, con có biết là mẹ đi theo mấy người khác không? Dạ. Con có biết là mẹ đi ngoại tình không? Mẹ đi theo người đàn ông khác không? Dạ con biết. À, con biết được lâu chưa? Lâu lắm rồi. Lâu lắm là khoảng bao nhiêu thời gian con? Mấy năm rồi. Mấy năm luôn hả? Anh đi là mấy tháng, mấy tuần, không biết. Khoảng bao nhiêu thời gian con về sống với ba lâu chưa? Lâu rồi, hàng ngày con có thấy là mẹ nhắn tin hoặc gọi điện cho người đàn ông khác không? Lúc đó thì con không có thấy, bây giờ con thấy mẹ thường xuyên hay cầm điện thoại đó. Con nghe như vậy là tại sao con không khuyên mẹ là mẹ đừng bỏ ba, đừng bỏ con? Con sao con không khuyên mẹ? Con có thương mẹ không? Có Nhưng mà thương, nhưng mà bây giờ con thấy mẹ như vậy con có giận không? Giận mẹ ha. Trong gia đình là ba và mẹ, con yêu ai nhất? nhà mẹ Yêu mẹ ha.
có chuyện gì đó con nó có về tâm sự với ba là mẹ ngoại tình hoặc là con thấy 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 nọ thấy kia không, có về nói chuyện ba không, Con thấy hết. thấy hết luôn hả? Mẹ cho con coi, tại vì lúc đó mẹ tin tưởng con á. Ồ, mẹ cho coi mẹ nói làm sao? Mẹ nói là giấu nha, đừng có cho cha biết. Lâu chưa con? Dạ cũng mấy tháng nè. Trời ơi, mấy tháng luôn hả? Thế về sau con về con nói chuyện, con giấu luôn hay về nói chuyện cho ba biết? Con nói cho cha biết. Ồ, được đấy. Bé này hay này. Chứ lại đồng lõa theo mẹ là thua luôn đấy. Nghe mẹ là hư luôn đấy. Bây giờ con biết rõ ràng chính xác là ba là mẹ đã bỏ cha con rồi, đi theo người đàn ông khác rồi. Con nghe như vậy con thực sự trong lòng bây giờ con có buồn không? Con có điều nào muốn chia sẻ trên video này, hy vọng mẹ con xem được không? Dạ. Nói lớn tiếng con. Nó lớn rồi. Con có Nó muốn lớn nói rồi. gì với mẹ không? Mẹ đang xem đấy. Nó lớn rồi. Dạ không. Không có nói gì luôn. Nếu mẹ về, mẹ tiếp tục sống với con với ba con thì con còn giận không? Dạ Không giận. Muốn bỏ qua cho mẹ đúng không? Hàng ngày mẹ có cho con ăn ngon Dạ có. không? Ừ. Mẹ có thường xuyên tâm sự với con Dạ không. không? Không. Hôm đó là mẹ tự dưng là đưa cho con xem những cái bằng chứng thông tin là Dạ. mẹ theo người khác hay sao? Dạ Hay là không. tự con thấy? Con kiểu là kiểu mẹ hay để ngủ, mẹ hay điện buổi tối. Là con hay thấy là con dòm vô cái tin nhắn là con thấy hết. Thấy hết luôn. Có khi mẹ cho con coi luôn. Ồ. Mẹ con thức khuya nhất là khoảng mấy giờ? 3, 4 giờ sáng. Trời ơi. Lúc ấy con có chưa ngủ sao? Có khi thì con ngủ sớm, khi con ngủ trễ. Con thấy như vậy thì con có buồn không? Thấy mẹ mà đang giờ ngủ mà 3 4 giờ sáng mà mẹ vẫn gọi điện hoặc nhắn tin cho người đàn ông khác, con có bực mình không? Sao con không khuyên mẹ con? Con khuyên mẹ đâu nghe đâu. Mẹ không nghe, con có nói khuyên mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng mà nếu khuyên này liệu mẹ sợ mẹ con mẹ có về la dạy con không? Dạ nếu mà cha chửi mẹ con thì tối cha con đi làm nè, mẹ con sẽ chửi con. Ồ. Khó ha. Hàng ngày giờ con ở nhà làm gì phụ ba? Dạ có khi thì con làm nhà, nếu mà rảnh thì con làm bấm điện thoại. Đánh nhà bấm điện thoại chơi ha. Dạ. Con hãy chia sẻ làm sao, nói chuyện sao để cho mẹ về với mấy con đi. Nói mẹ ơi, mẹ có thương con không? Mẹ về với con. Mẹ con chắc không về. Mẹ con chắc không về. Nghe mà thực sự rất đau. Thực sự câu chuyện này ấy, chú đến giờ phút này chú cũng không biết là chia sẻ, biết nói chuyện với con làm sao được. Chú chỉ muốn chúc con cũng như ba con cùng với gia đình mạnh khỏe. Hy vọng là mình đừng có buồn. Đây có thể là cái duyên thôi em con ạ. Con cũng không muốn mất mẹ, cha con cũng không muốn mất vợ. Nhưng mà đây có thể là ý ý trời đã định rồi nha. Thế nên khó có thể cưỡng lại. Hy vọng là sau này nếu mẹ không về thì con phải thương cha nhiều hơn. Để hai cha con tiếp tục đồng hành với nhau. Bởi vì hiện nay thì mẹ đôi khi không thương con nữa, nhưng ba con rất thương con. Vì vậy con hãy thương ba, nghe lời ba con nhé. Sau này cố gắng chịu khó học giỏi, lên người thì trở thành một người con ngoan, một người trò giỏi, có ích cho xã hội con ạ. Bởi vì mẹ hiện nay thì chú nói thật là mẹ, nếu mẹ thương con là mẹ sẽ không bao giờ bỏ cha con để đi một cách bạch vô âm tín như thế này. Dù rằng rõ ràng kể cả ba mẹ con ngoại tình, nếu mẹ ngoại tình mà mẹ không muốn sống, không có tình cảm với cha con nữa thì mẹ cũng phải nói chuyện với cha hoặc chia tay đúng không? Đây mẹ âm thầm bỏ cha con đi như thế này. Thực sự là câu chuyện rất đau. Đúng không? Chú rất thương con. Một đứa trẻ thực sự là vô tội sinh chúng ra, nhưng mà đến giờ phút này để cho chúng thấy được tất cả những bằng chứng thì thực sự là rất đau. Đặc biệt là bỏ đi, bỏ cha, bỏ chồng, bỏ con như thế này. Thực sự là câu chuyện là đăng thế này thì câu chuyện này chắc chắn là bé cũng rất đau lòng, không muốn chia sẻ nhiều. Hy vọng ở đây cũng là một cái bài học cho tất cả các cô, các chú, các anh chị. Nếu ai đó mà không muốn sống với nhau nữa thì mình cũng phải trò chuyện với nhau, tránh tình trạng để này những đứa trẻ vô tội mà hiện nay thì có thể là một cái dấu ấn không tốt về cuộc đời sau này.
Con thấy mẹ đi này á, mà bỏ âm thầm này á, thì hiện nay mẹ có để lại tiền cho cha con sống không? Mẹ để lại cho con 100 ngàn. Để lại mãi 100 ngàn, nhiều vậy con. Trước đây mẹ có thường xuyên để lại tiền cho con ăn không? Khi mẹ cũng để 20 khi tôi không có để. Có Huy quên không để ha. Nhưng mà hôm nay mẹ đi này là có thể mẹ sẽ đi rất dài. Cái cuộc hành trình này có thể là rất dài đấy con. Mà để lại chỉ có 100 ngàn thôi. Cha con để làm bao nhiêu để đưa cho mẹ hết rồi. Nếu trong những ngày tới hai cha con không có tiền, không có tiền có ăn, thì con sẽ làm cách nào? Thì con còn cái gì trong tủ lạnh thì con lấy cái ăn. Ăn hết thì là sao nữa con? Tiền này cha chưa đến ngày đến lương, còn phải đi làm nữa, hết tháng mới có. Con thương cha không? Một nghề tài xế thực sự rất áp lực, đúng không? Lăn bánh trên đường, kiểm soát cái cuộc hành trình của mình, thực sự rất khổ, không sự sung sướng gì. Đến một tháng mới lãnh được 6, 7, 8 triệu, một ngày chỉ 200 mấy thôi. Về nhiêu dành dụm đi cho vợ, đến giờ phút này không hiểu vợ còn hay hết, nhưng mà đã bỏ theo, đi theo nhân tình. Thôi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Quân Thành Dương, anh xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến em cũng như là con trai, à con gái em. Chúc qua gia đình nhà mình này mạnh khỏe, gọi là bản lĩnh nhé. Không ai mong muốn là mình bỏ vợ, cũng không ai đứa trẻ nào mong muốn là mình mất cha và mất mẹ. Nhưng nếu thực sự câu chuyện này vợ em xem video này, chắc chắn là vợ em sẽ xem rồi đó. Còn vợ em có về với em hay không thì anh chưa dám đảm bảo. Còn anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm ra thông tin chính thức vợ em đang ở đâu, tìm cách liên hệ cho em cũng như cho gia đình biết được thông tin để gia đình có hướng giải quyết. Còn vợ em mà không quay trở về mà không muốn sống với em, với con em nữa, thì mình cũng phải dám chấp nhận em. Nó là số phận rồi. Bởi vì ở ngoài kia còn rất nhiều người con gái tốt, có thể đang tốt hơn vợ em, có thể đang chờ em nhé. Rồi xin chào em, xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn các cô chú trong những video tiếp theo ạ.